Mến chào các bạn. Mình lại có một cái kiểu hấp dẫn cho các bạn nè. Chúng ta cùng may. Các bạn xếp đôi miếng vải lại. Đây là đường xếp đôi của vải nha các bạn. Các bạn lấy từ đầu thân trên nè, xuống tới lai áo nè. Cho mình chiều dài đó là từ đo từ gáy cổ cho tới gót chân nha các bạn, hoặc là tới cổ chân theo ý bạn muốn. Ở thân phía trên lấy ra 35 cm, ở dưới lấy lai áo lấy ra 25 cm. Các bạn nối cái đường này lại, nó thành một cái đường thang cắt cho mình. Vậy là xong cái thân trước rồi nha các bạn. Đồng thời các bạn cắt cho mình 6 sợi dây, mỗi sợi bề ngang rộng 5 cm, dài bằng cái chiều dài của cái áo mà mình muốn nha các bạn. Các bạn nếu các bạn may bằng vải nó không giãn á, thì các bạn phải cắt cái đẹp bằng vải xéo nha các bạn. Nó sẽ có cái độ mềm và nó hơi nhúng cái độ căng á, nó rất là đẹp. Còn nếu các bạn may bằng thun thì cái chiều này sẽ nằm ở cái chiều mà thun giãn nha các bạn. Để khi bắt đi cái sợi dây nó giãn, nó rất là hay các bạn. Vẫn là vải xếp đôi các bạn. Các bạn đặt thân trước lên và các bạn lấy thân sau rộng hơn thân trước 5 cm, dài hơn 10 cm, và bề gấu vẫn là 25 cm. Các bạn sẽ nối cái phần mà mình lấy dấu mới đó, các bạn cắt. Thì đây là thân trước nè các bạn, đây là thân sau. Thân sau sẽ rộng hơn và dài hơn thân trước nha các bạn. Và các bạn cắt nó. Bây giờ mình đã có hai mảnh thân nè, thân trước nhỏ, thân sau rộng hơn, dài hơn. Mình sẽ vẽ đường may cho nó nha các bạn. Từ sát mép vải các bạn lấy vào 2,5 cm đường may nha các bạn. Lấy từ mép trên nè, là ngay sát cái đường cắt này, điểm X này, xuống tới Y là 25 cm. Từ Y các bạn lấy thẳng xuống Z là 50 cm. Các bạn vẽ cái đường phấn Y Z này và các bạn sẽ may cái đường này nha các bạn. Khi may các bạn áp sát cái phần trên này và cái phần sườn bằng nhau và các bạn sẽ may cái đường Y Z đó nha các bạn. Xong các bạn lại áp sát cái đường bên đây với cái đường thân sau và các bạn cũng lấy bằng cái đầu trên và may cái đường Y Z lại. Sau khi may xong hết, các bạn nhìn theo cái đường vẽ nhỏ để vẽ mảnh này. Đây là đường mình vẽ sâu vô 2,5 cm và cái dưới là cái gấu áo các bạn. Mình lên 3 cm. Các bạn xếp theo các đường này và bắt lai thân trước cũng như thân sau. Nó sẽ giống tương tự như là cái tả bò ba hay cái tảo dài các bạn. Sau khi các bạn đã bắt xong, tức là mình đã xong cái thân áo rồi các bạn. Bây giờ mình gắn 2 sợi dây. Đây là các sợi dây mình may xong, mình lộn trở lại xong rồi các bạn. Thì mình xỏ những cái hạt này để cho nó giữ nặng cái sợi dây xuống. Khi cái sợi dây nặng nó đông đưa đẹp hơn là để nhẹ nha các bạn. Bây giờ mình may sợi dây vai. Các bạn sẽ đặt sợi dây dọc theo cái sườn áo. Nó cách cái mép bên sườn là 2,5 cm và nó cách ở cái đầu trên là 4 cm. Tại điểm em á, mình may một đường giữ cái sợi dây lại. Xong các bạn cuộn nó vào sát với sợi dây rồi các bạn may 2,5 cm. Xong rồi các bạn, và các bạn nhớ là thân trước 1 sợi dây và thân sau là 2 sợi nha các bạn. Xong rồi các bạn, bây giờ mình cột 2 sợi dây vai lại và mặc vào cái mannequin cho các bạn xem. Đây là thân áo suông không siết eo và là thân trước nha các bạn. Thank you.
Đây là cái áo đang được cột eo lại cho ôm gọn các bạn. Nếu các bạn thích cái form này, các bạn sẽ phải cắt một sợi dây dài gấp đôi cái sợi dây mình cột vai nha các bạn. Các bạn lộn lại rồi cũng thắt hai cái hột cườm rồi mình cột cái eo lại. Với cái form áo này các bạn sẽ nhìn thấy cái dáng chuẩn của mình nó có eo đẹp. Nhưng mà kỳ thật ra cái áo không có eo nó lại hay lắm các bạn. Tại cả khi các bạn đi á, cái bước chân của các bạn nó làm cái cơ thể các bạn nó uyển chuyển, và cái áo các bạn nó sẽ lắc theo cái đường hông và cái đường eo của các bạn á, nó hay hơn là cái áo ôm sát nha các bạn. Nghịch ngợm một chút với chiếc áo này nha các bạn, là mình sẽ không cột sợi dây giữ hai bờ vai ở sau lưng, một bên vai mình sẽ cột ngay hông. Nó giống như một cái áo khoác cho mình mặc ngoài để đi bơi hoặc là đi tắm biển. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ theo dõi các video kế tiếp, còn nhiều kiểu đẹp lắm các bạn. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày vui.